Từ vi song từ tháng 11 năm 2021. Trong tháng 11, các vấn đề về công việc và tình yêu sẽ được thuận lợi cho song tử, khiến bạn rất hài lòng. Sau nhiều tháng đối mặt với khó khăn, cuối cùng bạn cũng có cơ hội để thở phào nhẹ nhõm và được đền đáp cho những nỗ lực vừa qua. Tất cả những căng thẳng mà bạn từng trải qua trong gia đình cả năm nay sẽ biến mất, vì vậy cuộc sống của bạn sẽ trở lại hòa thuận. Và điều này sẽ không phải là tất cả. Vì song tử sẽ phát hiện ra bạn có một mối quan hệ tuyệt vời với nửa kia của mình, rằng tất cả các khúc mắc tình yêu của bạn đang dần mất đi, một điều gì đó sẽ khiến bạn trở nên nồng nàn và lãng mạn hơn. Công việc cũng sẽ tiến triển tích cực vì bạn sẽ nhận được sự ghi nhận xứng đáng từ cấp trên, đồng thời được tăng lương. Hơn thế nữa, trong trường hợp bạn tự điều hành công việc kinh doanh của mình, bạn có cơ hội nhận lợi nhuận đáng kinh ngạc. Điểm nổi bật tháng 11 năm 2021 không ai có thể kiểm soát bạn. Bên cạnh đó, bạn nhạy cảm hơn bình thường. Vào tháng 11, nếu bạn không có ý chí để gánh vác trách nhiệm nghề nghiệp và gia đình, thì ít nhất bạn cũng sẽ truyền được những dung cảm tích cực nhất. Mùa đông này sẽ rất đặc biệt đối với bạn, ngay cả khi mọi người đều kém tươi sáng hơn bình thường. Điều quan trọng nhất là bạn không cho phép những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm cuộc sống của mình. Đến ngày 11, bạn cảm thấy bối rối về những ý tưởng lướt qua tâm trí mình, nhưng bắt đầu từ ngày 19 và khoảng ngày này, bạn sẽ nhận được tất cả các câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm, điều này sẽ cải thiện trạng thái tâm lý của bạn. Bạn muốn làm những gì bạn yêu thích, chăm sóc các dự án của bạn theo những gì trực giác của bạn sai khiến. Điều này sẽ mang lại cho bạn thành công lớn. Mọi người sẽ ngưỡng mộ bạn vì sự hào phóng, chứ kể hành động của bạn sẽ khiến bạn tự hào về bản thân. Trong hai tuần đầu tiên, mọi thứ sẽ từ từ bình ổn trở lại vì vậy bạn sẽ không để cảm xúc của chính mình lấn át. Đối với bạn, mọi thứ chỉ đang tiến triển, chưa kể bạn sẽ nhận thấy rằng cuộc sống của bạn đơn giản hơn bắt đầu từ giữa tháng. Tử vi tình yêu tháng 11 của song tử Về tình duyên Tháng này sẽ có thăng trầm nhưng 15 ngày cuối sẽ được cải thiện. Bất kể bạn đang làm gì liên quan đến tình yêu, bạn sẽ thành công. Trong trường hợp bạn cần họ, những người thân yêu của bạn sẽ ở bên bạn sẽ khá khó khăn khi giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, bạn đừng ngần ngại nhờ đối tác giúp một tay, bất kể họ có đồng ý với những gì bạn đang cố gắng thực hiện hay không. Không còn muốn cô đơn, rất có thể bạn sẽ tham gia tất cả những cuộc gặp gỡ mới hoặc một trong những người yêu cũ sẽ quay lại. Dù thế nào đi nữa, bạn cần phải sống hết mình và không còn thời gian một mình nữa. Tử vi về sự nghiệp và tài chính không có thời gian cho bản thân và phải làm việc mọi lúc sẽ khiến bạn sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Song tử là những người có tổ chức theo cách riêng của bạn, tuy nhiên vào tháng 11, bạn sẽ không thể làm mọi việc theo cách bạn muốn vì bạn sẽ quá bận rộn với công việc. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy rất căng thẳng và bạn sẽ không thể thư giãn. Tháng này đầy áp những cơ hội và dự án mới, bất kể bạn đang thất nghiệp hay bạn đã có một công việc rất tốt. Kiên trì và nỗ lực bạn sẽ cảm thấy hài lòng với phần thưởng nhận được cho công việc của mình, bạn sẽ cảm thấy sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách mới nào. Song tử đã tiêu rất nhiều tiền trong vài tháng qua, vì vậy bây giờ bạn đang cố gắng phục hồi tài chính. Do đó, bạn không được chi tiêu bốc đồng. Bên cạnh đó, rất có thể bạn sẽ phát sinh một số khoản chi ngoài dự kiến. Sức khỏe của bạn trong tháng này. Những Song tử sẽ rất hạnh phúc khi đóng vai nhân vật chính trong cuộc sống của bạn vào tháng 11 vì vậy bạn sẽ không có thời gian để nghĩ về sức khỏe của bản thân. Bạn có ít nguy cơ bị bệnh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải xem mình là bất khả chiến bại, vì bạn vẫn sẽ phải chú ý đến những gì bạn đang ăn và tránh bất kỳ đồ ăn gì dư thừa, đặc biệt là nếu bạn không muốn chuốc họa vào thân và mắc các bệnh tiêu hóa khác nhau.